Ông Putin, Nga sẽ hủy diệt tiêm kích F16 được cấp cho Ukraine. Tổng thống Putin cảnh báo, nếu các tiêm kích F16 do Mỹ sản xuất được đưa tới Ukraine, Nga sẽ coi chúng là mục tiêu hợp pháp và hủy diệt. Dù họ bán giao F16 cho Ukraine, thì tôi nghĩ các bạn đều biết rõ hơn ai hết việc đó cũng chẳng thay đổi được tình hình trên chiến trường. Chúng ta sẽ tiêu diệt những tiêm kích đó như cách đã phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong chuyến thăm căn cứ Không quân Tozok ở vùng Tver, phía bắc Moscow. Căn cứ này là nơi đặt trung tâm đào tạo phi công chiến đấu của Nga, trong đó có những phi công đang được huấn luyện để tham chiến ở Ukraine. Tất nhiên, nếu những chiếc F16 do phi công Ukraine điều khiển xuất kích từ sân bay các nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng ta, bất kể đó là nước nào. Ông Putin nhấn mạnh Người đứng đầu điện Kremlin cũng lưu ý, F16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và Nga sẽ phải tính đến yếu tố này trong hoạt động chiến đấu. Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói tiêm kích F16 sẽ đến Ukraine trong những tháng tới. Ukraine nhiều lần đề nghị phương Tây viện trợ tiêm kích F16 do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện năng lực không quân. Sau nhiều tháng do dự, Mỹ tháng 5 năm 2023 bật đèn xanh cho các quốc gia châu Âu làm điều này. Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã cam kết chuyển F16 cho Ukraine và đào tạo phi công lái tiêm kích này. Kyiv dự kiến tiếp nhận những chiếc F16 đầu tiên trong năm nay sau khi phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện, song đến nay vẫn chưa có chuyến hàng nào được giao. Nga nhiều lần cảnh báo việc phương Tây cung cấp tiêm kích có khả năng mang hạt nhân sẽ là sự leo thang không thể chấp nhận được trong xung đột ở Ukraine tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970, được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F-16 có khoảng 30 đến 35 triệu USD tùy biến thể, nhưng khách hàng có thể trả nhiều hơn hoặc ít hơn dựa vào số lượng đặt mua, điều kiện kinh tế, chính trị và các yếu tố khác. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.121 km/h ở độ cao 12.000 m trần bay tối đa 18.000m với tầm hoạt động 546km. F-16 được trang bị một pháo 6 nòng 20mm, 11 giá treo có thể mang theo 7,7 tấn vũ khí.